chốt xong rồi cả nhà nhá. Đây ạ. Anh trai hút kỷ niệm em một bi thuốc nào, cả nhà xem nhá. Ui giời, đúng là quốc hồn quốc túy đúng không ạ? Và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em thì buổi sáng ra là công việc chính, trước tiên là rửa điếu sạch sẽ. Vâng ạ, thông điếu cho thật kêu đúng không ạ? Rửa ấm chén đấy để tiếp đón các bác của anh em. Em đang tiếp đón các anh em ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng thân yêu ạ. Thưa các bác của anh em, một set, vâng ạ, thành phố Hoa Phượng Đỏ chính xác ạ. Thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em ạ, một set combo có tổng trị giá 45.500.000 đồng. Và em xin được chia sẻ là hôm nay nhân ngày 20 tháng 10 thì em kỷ niệm bác chủ bộ sản phẩm này với dây ca lông đẹp em hàn. Dây này em bán là 200.000 một dây, em hàn nên là mất 180. Và em kỷ niệm anh 3 sợi dây loa cáp 2 x 2,5. Đó là hôm nay là để cho các anh làm một món quà tặng các chị, các bác nhá. Bộ sản phẩm này tổng 45.500.000. Ui giời, vâng ạ. Anh hút kêu đấy. Quá tuyệt vời. Thưa các bác của anh em xin là giới thiệu các sản phẩm có trong bộ combo này. Đầu tiên đó là một đôi loa B3 có mã số là X12i, đôi loa hàng bãi xịn, đến thương hiệu của Đức, hàng chính hãng của B3. Giá 16 triệu đồng cho đôi loa này, model sản xuất 2021. Sơn zin 100%, tí em có thể tỉa qua để cho nó đều hơn các bác nhá. Nhưng hiện tại đây là sơn zin. Tiếp theo đó là một quả súp B3. Đấy, bát 50 bãi xịn. Đó, chính hãng của B3. Quả súp này 7.500.000. Như em đã chia sẻ rồi, súp model này em có 22 loại. Sản xuất, ví dụ như là sản xuất 2021 là 8.500.000. Sản xuất 2019, 2020 em bán 7.500.000. Đây ạ, quả này đấy ạ các bác nhá, 7.500.000. Đó. Một con đẩy bị nhầm con đẩy ạ. Tiền tính cao nhưng mà đây nhìn mã số này bị sai rồi, không biết lúc phải có chút gì nhầm lẫn ạ. Em tính tiền con đẩy 12004 nhưng mà bây giờ nhìn nó là 804. Đó, như vậy là chất của con đẩy này ra chưa hay bằng con đẩy bác mua. Các bác thân mến nhá, bác chốt con đẩy 12004 10.800.000, còn con này là 8.800.000, tí sẽ đổi đẩy ngay ạ. Vâng ạ, nhưng tí vẫn test cho cả nhà nhá. Một con lân tiếng, một con vang số chỉnh tay, đây là một cặp đôi, một cặp bài trùng đi với nhau là cực kỳ là tuyệt vời các bác nhá. Một bộ mic không dây chính hãng của BBS Pro Sound U222D, giá 5.500.000. Vâng ạ, có khả năng là sẽ đổi đẩy luôn mic các anh. Vâng ạ, để em sẽ đổi đẩy cả nhà nhá, bị nhầm hàng các bạn, nhầm hàng. Vâng ạ, điếu sừng hiêu đấy ạ. Thưa các bác cùng anh em, vâng ạ, và cuối cùng bác Chiến vẫn chốt con đẩy 8004 cả nhà nhé. Vậy là bộ này giảm xuống 2.000.000. Thưa các bác của anh em dùng gia đình và đánh với những đôi loa bát 30 hoặc là bát 40 full đơn và đánh súp hơi 50 thì con đẩy 8004 này đánh thoải mái cả nhà nhé. Đánh thoải mái, thậm chí là thừa công suất luôn. Đó, giá của chiếc đẩy LA8004 này là 8.800.000. Bác Chiến quyết định lấy con đẩy này, không cần phải lấy con 12004. Hiện tại PS mã gia đình có LA8004, LA9004 và LA12004. Hình thức thì là giống nhau các bác nhá, chỉ có điều là bên trong thì sò nó nhiều hơn, biến áp lớn hơn nên công suất khỏe hơn cả nhà nhá. Vâng ạ, chốt lại bộ sản phẩm này là 44.000.000 là cả chân loa. Đó, chân loa gỗ các bác nhá. Còn như em đã chia sẻ rồi, dây là hôm nay là em tặng các anh đúng không ạ? Đấy, nhân ngày 20 tháng 10. Đấy, chị em phụ nữ vùng lên. Và xin được cảm ơn tất cả các anh. Vâng ạ. Ở trong các anh đây là đã có các anh là mua của nhà em được 1 2 3 4 5 rồi, nhưng hôm nay có người thân có nhu cầu mua sắm thì lại giới thiệu cho em luôn. Và em cảm ơn cả nhà mình nhiều nhá. Bác nào hút thuốc nào đi ạ? Để em sẽ test bộ sản phẩm này cả nhà. Vâng ạ, cả nhà đánh giá chất âm ạ. Tiếng tép B3 cực kỳ là sáng, led mịn, nghe nó róc rách, nó vào tai, nghe rất êm tai. Vâng ạ, gió mùa đông bước về. Hôm nay là thứ 6 ngày 20 tháng 10 năm 2023.
có nhiều sự lựa chọn cho các bác của anh em. Các bác có thể sử dụng một con 3 số chỉnh máy tính của PS Audio. Ví dụ như là bộ này rất đẹp đúng không ạ? Tùy theo sở thích chơi của các bác của anh em. Em có rất nhiều bộ ngoài đẹp. Để anh nghe đánh giá chất âm. À, bác ấy hút thuốc nào kêu đúng không ạ? Thuốc kêu chè ngon. Cảm ơn các anh ạ. Tiếng hay chưa? Ok, và đó là chất âm của bộ sản phẩm tổng combo 44 triệu đồng các bác nhá. Hôm nay cứ con 44 là mình phạt thôi anh ạ. Đấy, gấp 5 bộ này lên anh nhá. Và em cảm ơn tất cả các anh, bác chủ là anh Chiến đúng không ạ? Ở Vĩnh Bảo Hải Phòng, cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Thưa các bác của anh em có nhu cầu mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh hoặc các set combo hay liên hệ cho em với hai số máy có Zalo. Vâng ạ. Hai số của em đó là 0365888988, 0368915555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương. Rất vinh dự được giao lưu và tiếp đón các bác của anh em tại cửa hàng. Và em có thể giao hàng toàn quốc. Em bán cả trả góp. Nếu như cả nhà có nhu cầu mua sắm đúng không ạ, mà chưa đủ điều kiện kinh tế thì cả nhà có thể mua trả góp tại cửa hàng em. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh. Vâng ạ. Vâng ạ.